Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái nốt có tên là convex hull. Convex hull là một khái niệm hình học cơ bản, tiếng Việt của nó là bao lồi. Nói một cách đơn giản là xét trên một mặt phẳng, cụ thể hơn là cái vùng mà hình xám các bạn đang thấy, cho n điểm. Giả sử bây giờ tôi có một cọng thun bao quanh hết tất cả các điểm này và tôi muốn nó bao chặt nhé. Và khi mà tôi bao chặt lại thì nó sẽ có hình dạng như sau. Cái này được gọi là convex hull, bao lồi. Và để dễ dàng minh họa hơn thì như các bạn thấy là tay tôi có một cọng thun và cái đường cọng thun nó chính xác là bao lồi. Nếu như tôi có thêm một điểm nằm ngoài đây thì cái đường bao lồi này nó sẽ biến dạng. Đây là mình đang xét trên 2D nhé. Chúng ta bắt đầu với một cái bezier curve như geometry gọi convex hull. Thả vô top view, edit mode, mục round. Vẽ thêm vô này. Thì cái convex hull nó sẽ bao hết vô những cái đường cong của mình. Bây giờ tiếp theo là xét trên khối gọi cái đầu khỉ ra. Nhiều convex hull đây. Convex hull nó sẽ bao hết cái đầu khỉ này. Và nếu như trong geometry node mình có thêm một cái khối nữa thì nó cũng hoạt động một cách hết bình thường thôi. Shift A Q cho geometry. Đầu khỉ cắm vô đây nè. Ở đây transform để mình cho thấy rõ hơn nè. Khi mà cái John Geometry này được bao bởi convex hull thì nó sẽ như thế này. Bật mét lên nhìn cho nó dễ hơn. Wireframe. Cái nốt này nhìn có vẻ vớ vẩn nhưng mà khi mà gặp những cái bài toán nó cao cấp hơn mình sẽ thấy được cái hay của nó. Rồi chào tạm biệt các bạn nhé, hẹn các bạn ở một cái nốt khác.